Vâng, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Nhớ đăng ký để theo dõi những video hay nhất của kênh. Hôm nay là ngày 1 tháng 11 2019, bây giờ là tầm hơn 1 giờ chiều rồi. Thì hôm nay là mình sẽ thực hiện hành trình tới hồ thủy điện Sông Ba Hạ. Để mình sẽ đi hành trình đi tuyến đường đi tới hồ thủy điện Sông Ba Hạ, xem thử là tình hình là sau bão, xem thử là hồ thủy điện như thế nào. Đúng rồi, thì con bão số 5, con bão Mắc Mo đã vào Phú Yên, con bão ở Sông Cầu. Thì mình đang thực hiện hành trình tới thủy điện Sông Ba Hạ xem thử lượng nước ở thủy điện này như thế nào. Thì đã đến được thủy điện Sông Ba Hạ thì các bạn đi từ Tí Hòa chỉ có hai hướng đi. Các bạn thở qua phía Tây Hòa hoặc phía Phú Hòa. Mình sẽ nói tiếng đường gần nhất nha, là tiếng đường Phú Hòa đi. Khi các bạn lên Phú Hòa thì các bạn cứ dạch theo cái quốc lộ đường chính luôn, quốc lộ 29 hay sao á. Thì các bạn cứ đi thẳng lên, các bạn sẽ lần lượt đi từ Phú Hòa sang Sơn Hòa về đến ngã ba Hàng Mè. Các bạn đi trái, đúng rồi, sau đó các bạn đi tới đi tầm 10 cây tới thì tới ngã ba Tây An. Và khi tới ngã ba Tây An thì các bạn rẽ phải, rẽ phải là tới thủy điện Sông Ba Hạ. Đó, cứ đi theo hướng dẫn. Còn nếu bạn mà ở phía Tây Hòa, các bạn cứ đi lên thẳng lên, đi lên dọc Sơn Giang rồi sắp tới Hai Riêng thì các bạn sẽ rẽ phải dọc cái bùng binh thành Tam Giác, rẽ phải và đi thẳng đi qua cái nhà máy sản xuất đá. Rồi đi thêm tầm 100m nữa là các bạn đi trái, các bạn sẽ rẽ xuống và các bạn cứ đi theo đường rẽ đó là được. Sau và cái tiếng đường đi thì sau đây mình sẽ có biểu một vài cái cảm nhận khi mà đi đường. Thì đoạn đường này khá là vắng, khi các bạn rẽ vào đoạn đường này thì nó khá là vắng. Đó là cái đặc điểm đầu tiên, hạn chế đi vào những cái buổi chiều tối hay là những buổi trưa. Đó, đầu chiều không sao. Thì hai bên thì các bạn cũng biết rồi, ở đây thì người dân chủ yếu sống bằng nghề lâm nghiệp. Thì hai bên họ chủ yếu là trồng những cây công nghiệp, cây mía, sắn, hay là một số hộ họ trồng thêm cây cỏ. Đó, phía trước mình á, chỗ bãi cỏ xanh đó này. Đó, tay phải đó là hồ thủy điện Sông Ba Hạ này. Các bạn biết rồi đó, thì mùa này nó là mùa bão mà, cho nên đó những cái lượng nước ở đây rất là nhiều nè, rất nguy hiểm. Khi mình quay lên quay thì mình phải cẩn thận tuyệt đối. Đang lên dốc á, bên tay phải là hướng thủy điện Sông Ba Hạ. Tuyến đường này nó cũng có thể đi lên được thị trấn Hai Riêng. Đường này bên có đó, cái đường này thì mình có thể rẽ phải. Rồi mình sẽ quay camera lên cao một xíu.
mùa này thì lượng nước thì cũng tương đối nhiều thôi, cũng phải là nhiều lắm. Tại vì trước đợt lũ á thì hồ thủy điện có xả nước một lần rồi tăng cường, thì theo đợt lũ này thì hồ thủy điện cũng có xả lần xuống rồi, nên nó cũng cái trận nước có lại để cũng là cây bão đầu tiên vào Phú Yên ở cái năm 2019 này. Nên đây là lượng nước ở thủy điện sông Ba Hà cũng khá là ít, tương đối thôi. Ở đây là cái trụ sở chính, nơi xả nước. Thì mình sẽ đi một vòng chỗ đây ha. Đây là những cửa xả chính ở thủy điện sông Ba Hà. Bên đây là những bãi cỏ. Đây, bãi cỏ khá là đẹp. Mình đứng đây mình chụp một tấm hình và bãi cỏ hay cho nó đẹp. Đây, bãi cỏ đây là khá là đẹp. Chụp một tấm hình kỷ niệm. Hình như là cái đường này nó qua bên sông Hòa, qua lại thị trấn Cẩm Sơn hay sao. Đây, này là cái hồ. Đây là sông Ba Hà. Đây các bạn thấy nè, rất là rộng. Bây giờ mình chạy tới kia. Đây là dưới có cái cửa xả này, lượng nước nó cũng ngập tới đầu kia rồi, khá là nhiều. Cửa xả dưới này. Khá là sâu, nghiêm quá. Rồi dưới kia khá sâu luôn ạ. Sâu á. Sợ á. Nói chung là nhìn ở đây thấy rất là sợ. Nước sâu, khá là sâu. Đó thì mọi người tới thì thăm hạ này thì có thể là đứng chơi nhìn xuống, hạn chế đi lại, leo trèo, tránh cái việc leo trèo ở cái vị trí này khá là nguy hiểm. Việc leo trèo là chỉ có thể là rất là nguy hiểm nha, nhưng mà rất là nguy hiểm á.
Bây giờ là mình sẽ đi vòng vào bên kia. Nước khá sâu. Đây là thủy điện Sông Ba Hạ, là một trong những cái nơi mà nó giúp chữa lại lượng nước để sản xuất ra điện từ bây giờ pin nước. Khá rộng nha mọi người. Đây cũng là một cái địa điểm công trình thủy điện thôi. Nếu mà các bạn có thể xem và cái video này đã thấy hiểu hơn về cái đẹp này, chứ ở đây thì cũng có nhiều cái gì tham quan nhiều đó các bạn, chỉ có thủy điện vậy thôi là hết rồi chứ không có gì nhiều. Thủy điện này thì rất là cũng là một cái công trình rất là hay nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Trường hợp mà nước mình nó dâng cao quá, quay áp lực cho cái đường này là có thể gây bỡ động cái là nước nó đủ nó thối xẻ nó chạy xuống kia đổ qua nó nguy hiểm. Cho nên là những cái ban gọi là quản lý và cái đập thủy điện họ luôn luôn là phải theo dõi sát sao cái lượng nước ở hồ thì vẫn cũng như là dựa cái tình hình là dự báo thời tiết để họ có thể là điều chỉnh lại cái lượng nước một cách hợp lý và kịp thời nhất. Hiện tại là mình đang lên dốc khá là cao. Như hướng dẫn chỉ đường của Google Maps thì con đường này nó sẽ dẫn mình đi tới thị trấn Hai Riêng. Ở bên tiệm phải là châm mướp bí à, dầm bí.
Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ like và share theo dõi những video tiếp theo nhé. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.